phòng ngủ của ông Hoàng Nhạc Diệt Đàm Vĩnh Hưng được thiết kế khá cầu kỳ với rất nhiều đồ trang trí lộng lẫy, sang trọng. Đặc biệt, chiếc giường ngủ của Đàm còn có hệ thống massage, có thể nâng lên hạ xuống theo ý thích của chủ nhân. Đây được xem là căn phòng ngủ xa hoa bậc nhất của các nghệ sĩ Việt. Vợ chồng Trấn Thành sống cùng cha mẹ trong một căn biệt thự tại Sài Gòn. Tuy nhiên, phòng ngủ của cặp đôi tiện nghi, sang trọng không kém cỏi không gian của một khách sạn lớn. Phòng ngủ của cung phi chồng Trấn Thành còn có không gian khá lớn, đủ để lưu trữ trang phục, phụ kiện đi diễn của cả hai. Phòng ngủ của Hồ Ngọc Hà không chỉ rộng rãi mà còn rất lộng lẫy với thiết kế mang phong cách châu Âu. Hồ Quỳnh Hương không sử dụng một phòng ngủ quá rộng, chị cũng không bày biện nhiều đồ đạc trong phòng ngủ. Tuy nhiên, nữ ca sĩ lại khá cầu kỳ khi dùng gỗ quý để trang trí trần và tường phòng ngủ. Diva Hồng Nhung sở hữu căn phòng ngủ theo phong cách cổ xưa. Phòng ngủ của nữ ca sĩ được thiết kế dựa trên cảm hứng về khu phòng của các tiểu thư xưa. Với tính cách nhí nhảnh, lãng mạn, Hiền Thục chọn cho mình không gian ấm cúng, hiện đại với những hoa văn rất trang nhã. Được xem là người quyền lực nhất nhì showbiz Việt nhưng Hoài Linh lại có căn phòng ngủ vô cùng giản dị. Thay vì những món đồ trang trí xa xỉ, phòng của nam danh hài bày la liệt những loại thuốc xông mũi họng và thực phẩm chức năng.